Xin chào quý anh chị khách hàng, em là Mạnh, nhân viên công ty bất động sản Việt Nhân. Hiện tại em đang có mặt tại dự án Shinkansa Central của chủ đầu tư V-Ship. Thì dự án Shinkansa Central này nằm tọa lạc trên đường Đại lộ Dân chủ, trung tâm khu công nghiệp V-Ship 2, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị tới cái mẫu nhà liền kề bên em đang bán, phân phối. Và hiện tại em đang có mặt tại căn nhà D34B25. Đây là một căn sát góc hướng Bắc với diện tích là 5x20, tổng diện tích sàn là 157m2, xây dựng 1 trệt 2 lầu. Thiết kế được tối ưu từ 3 đến 4 phòng ngủ, thuận tiện cho quý khách hàng mua ở cũng như đầu tư cho thuê. Điều đặc biệt ở căn nhà này đó là view công viên với nhiều máy móc thiết bị màng xanh rất là đẹp, phù hợp cho gia đình về đây sinh sống cũng như là ở với không gian thoáng mát. Với mức giá hơn 3 tỷ, quý anh chị đã có ngay cho mình một căn nhà liền kề view công viên thoáng mát với tiền đồ lên đến 21 tháng kèm theo ưu đãi chiết khấu không. Anh chị vui lòng liên hệ em số điện thoại 0945 706 508 gặp Mạnh để có thêm thông tin chi tiết. Em xin cảm ơn ạ.